Tôi không nghĩ tới tất cả những chuyện xảy ra giữa khách sạn và bạn thân đều được thiết kế tốt. Cô ấy liên hợp với bạn thân muốn tôi ra khỏi nhà. Tôi toàn tâm toàn ý đối đãi với tình cảm ba năm lại làm cho vợ cảm thấy ghê tởm. Bà xã cuốn đi tất cả tiền của tôi, không để ý công ty, không để ý giường bệnh chờ mẹ phẫu thuật. Chờ đã. Tao sẽ bắt mày phải trả giá. Chương 1 Bên cạnh nữ nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio cùng với cơn đau do say rượu tôi mở mắt ra nhìn xung quanh hoàn cảnh xa lạ phát hiện mình giống như đang ở trong phòng khách sạn nghĩ thầm hẳn là tối hôm qua sau khi công ty xây dựng uống mảnh vỡ ai đưa tôi tới đây nhưng đột nhiên một tiếng nỉ non bên cạnh làm cho cả người ta căng thẳng ta cứng ngắc quay đầu lại phát hiện bên cạnh có một nữ tử đang nằm nàng đưa lưng về phía ta tóc dài xõa vai bả vai lộ ra ngoài chăn đệm châu viên ngọc nhuận da thịt thổi phòng có thể rách. Đầu ta ầm ầm rung động, nhìn nhìn chung quanh rơi đầy đất quần áo. Tối hôm qua ta là cùng nữ nhân này ngủ. Nhưng nàng là ai? Trong đầu ta một chút ấn tượng cũng không có, cố gắng nhớ lại một chút, từ hồ chỉ có tối hôm qua nàng ngồi trên người ta vài phần điên cuồng hình ảnh. Ta muốn đánh thức nàng, nhưng lại có chút chột dạ. Ta là người có lão bà, tuổi nhi lập sự nghiệp có thành tích, mặc dù tránh không được gặp dịp thì chơi, nhưng cũng coi như tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Chuyện hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Do dự một lát, ta cẩn thận từng ly từng tí xuống giường nhặt quần áo của mình lên mặt vào. Cân nhắc không nên nhìn mặt nữ nhân này thì tốt hơn. Vạn nhất quen biết, sau này gặp mặt chẳng phải là rất xấu hổ sao. Vạn nhất không nhận ra, vậy thì nghiệp chướng nặng nề hơn. Tôi mặc xong lấy ví tiền ra, định lấy ra một ngàn đồng đặt ở đầu giường, coi như có một lời dặn dò. Nhưng khi chuẩn bị thả tiền, giọng nói của người phụ nữ vang lên. Có ý gì? Cái này. Ân. Ừ. Sao lại là ngươi? Tôi nhìn lên người phụ nữ này. Nàng đã xoay người chống má nhìn ta, giữa hai hàng lông mày có vài phần không vui, làm cho tôi khiếp sợ chính là tôi muốn cùng rất nhiều phụ nữ phát sinh quan hệ, nhưng tuyệt đối không thể nào là cô ấy hàng tư giao bạn thân của vợ tôi vương lệ na đầu óc tôi có chút không xoay chuyển được tôi cảm thấy không có khả năng với cô ấy cũng không phải bởi vì anh ấy là bạn thân của vợ tôi mà là tự mình nhận thức nàng bắt đầu nàng đối với ta chính là tìm mọi cách chế nhạo sự nghiệp mà tôi tự hào chỉ là trò đùa đối với cô ấy tình yêu của tôi đối với vợ vương lệ na trong mắt cô ấy chính là làm bộ làm tịch có thể nói tôi rất ghét người phụ nữ này hàng tư dao từ trên giường đi xuống không chút để ý ở trước mặt ta bày ra dáng người ngạo nhân của nàng không thể không nói nàng rất có mị lực ta cúi đầu không dám nhìn hàng tư dao đi tới trước mặt tôi khóe miệng khẽ nhếch sao xấu hổ nhìn cũng không dám nhìn tôi tối hôm qua không phải như vậy tối hôm qua là hiểu lầm anh uống say không có ấn tượng gì em em mặc quần áo vào trước đi ta cũng bách nói. Hàng tư giao muốn đưa tay ông tôi, tôi lại theo bản năng né tránh, tôi cũng không muốn có quá nhiều giao tiếp với người phụ nữ này. Hàng tư giao khẽ nhíu mày, kéo rời giường cuốn lấy người. Hình như cô rất ghét tôi, nhưng tối hôm qua lúc cô muốn tôi, cô lại gọi tôi bằng một cái bảo bối. Lời nói của hàng tư giao làm cho trong đầu tôi hiện lên hồi ức ngắn ngủi tối hôm qua, trong lúc mơ hồ tôi phản phất lại ngửi thấy mùi thơm trên người nữ nhân này đầu óc tôi hơi loạn thật ngại quá nhất định có hiểu lầm gì đó giữa chúng ta không thể nào trong thân thể ta còn có đồ của ngươi đâu tới nhiều lần ngươi vẫn là rất lợi hại ta chính là thời kỳ nguy hiểm vạn nhất có hài tử ngươi sẽ chịu trách nhiệm với ta sao hàng tư giao chớp chớp mắt nhìn tôi tôi cay đắng cười không nghĩ tới lần đầu tiên hàng tư giao khẳng định với tôi lại là dưới tình huống như vậy nhưng lời nói của cô ấy khiến tôi có chút khẩn trương đừng náo loạn lát nữa xuống lầu mua thuốc uống đi anh biết tôi có vợ lina cũng là bạn thân của anh chúng tôi như vậy không xứng đáng với cô ấy hàng tư giao ngồi xuống đầu giường cười nhạt anh có từng nghĩ tới vạn nhất là lina bảo em làm như vậy không tôi lớn tiếng quát đừng đùa nữa tuy rằng gần đây công việc bận rộn có chút xem nhẹ cô ấy nhưng cô ấy không đến mức ngu ngốc như vậy chứ hàng tư giao không trả lời cô quay đầu hỏi nếu anh và Lệ Na ly hôn, anh sẽ cưới em chứ? Ta kiên nhẫn nói. Hàng tư giao, chúng ta cũng đừng nghĩ có không có, ta cảm thấy ta cùng ngươi căn bản không có khả năng, tối hôm qua chỉ là một cái ngoài ý muốn, ta phạm là hơi tỉnh táo một chút đều không có khả năng cùng ngươi phát sinh chuyện này. Hàng tư giao phẫn nộ nhìn tôi. Ý là em không muốn chịu trách nhiệm. Lúc này điện thoại của tôi vang lên, tin tức trong điện thoại làm cho lòng tôi căng thẳng. Tìm được tủy thích hợp với mẹ tôi rồi Ghép cần 30 vạn Được, tôi biết rồi Tôi lập tức quay về công ty gửi tiền cho bệnh viện Cúc điện thoại tôi nói với hàng tư giao Ngại quá, tôi có chút việc Tôi hy vọng ra khỏi phòng này chúng ta sẽ quên chuyện này đi được không Nếu cô hy vọng tôi bồi thường cho cô cái gì Vậy cô nói cho tôi biết Tôi tận lực thỏa mãn cô Ta muốn ngươi Hàng tư giao nghiêm túc nhìn tôi trong mắt ta, nàng chính là cố tình gây sự. Nhưng ánh mắt nghiêm túc của nàng làm cho ta cư nhiên cảm giác được một tia chột dạ. Ta không dám đi thăm nàng, chỉ có thể nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi về phía cửa phòng, thậm chí trong lúc này ta cảm giác nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm ta, chờ câu trả lời thuyết phục của ta. Bắt xe đến công ty. Tuy rằng chữa bệnh cho mẹ tôi phải 30 vạn, số tiền này không nhỏ, đối với tôi mà nói không phải là vấn đề gì. 16 năm tôi mở một công ty gia công khuôn mẫu, giá thị trường không tệ, mỗi năm có thể kiếm được khoảng trăm vạn. Nhưng sau đó tình hình dịch bệnh kinh tế đình trệ, tự mình trợ cấp chút tiền công ty miễn cưỡng duy trì, nghĩ tới trong khoảng thời gian này sẽ khá hơn, tiền của tôi cũng đều ở trong sổ sách công ty. Lúc đến văn phòng, vợ Vương Lệ Na cũng có mặt. Anh cũng ở đây à? Ta có chút chột dạ, chào hỏi sau liền đến trước bàn làm việc ngồi xuống chuẩn bị cho bệnh viện chuyển khoản mà vương lệ na lại đi tới bên cạnh ta hỏi ngươi tối hôm qua đi đâu đợi đợi lát nữa rồi nói tôi chột dạ không dám nói thẳng cũng muốn mượn thời gian chuyển khoản này nghĩ một cái cớ đầy đủ nhưng lúc chuyển khoản lại bị nhắc nhở số dư trên tài khoản không đủ vừa kiểm tra sổ sách vốn nên có mấy chục vạn tài khoản chỉ còn lại số lẻ tiền trong sổ sách công ty ngoại trừ tôi cũng chỉ có vương lệ na mới có thể đồng tôi kinh hãi nhìn về phía cô ấy tiền trong tài khoản công ty đâu vương lệ na thần sắc có vài phần mất tự nhiên ngươi trước trả lời ta tối hôm qua đi đâu anh trả lời tôi tiền trong tài khoản công ty đâu tôi lạnh lùng nói tiền này liên quan đến tính mạng của mẹ tôi tôi không thể không khẩn trương vương lệ na không chút yếu thế nhìn tôi em trai tôi thua tiền đánh bạc tôi lấy tiền công ty trả nợ cho nó cái gì? Tôi tức giận nhìn Vương Lệ Na. Em trai cô ấy chơi bời lêu lỏng, tôi giúp anh ấy dọn dẹp cục diện rối rắm cũng không phải một hai lần. Tôi tuyệt đối không nghĩ tới Vương Lệ Na cư nhiên cầm tiền của công ty đi giúp em trai cô ấy, còn một tiếng chào hỏi không chào. Gào cái gì mà trống? Em trai tôi nói, nó có tiền sẽ trả. Vương Lệ Na biểu môi. Tôi khó có thể khống chế cơn tức giận trong lòng bảy tám trăm ngàn anh ta lấy cái gì trả đây là tiền của công ty phải phát lương cho công nhân anh đưa cho anh ta công ty phải làm sao bây giờ hơn nữa mẹ tôi đã tìm được tủy xương xứng đôi cái ghép cần ba mươi vạn bây giờ anh muốn tôi làm sao bây giờ vương lệ na vẻ mặt không quan tâm nói làm sao bây giờ là chuyện của ngươi ta chỉ lo cho đệ đệ của ta huống hồ mẹ ngươi cũng không phải mẹ ta ngươi trước sau ở trên người nàng tiêu tiền còn ít sao Nghe được lời này, một cổ hàng ý làm cho ta lạnh từ đầu đến chân. Ta không nghĩ tới nữ nhân cùng ta chung giường chung gối ba năm, lại có thể nói ra những lời này. Vương Lệ Na càng là ép sát một bước. Ngươi tối hôm qua đi làm gì? Phải biết rằng lúc chúng ta kết hôn có thỏa thuận, ai ngoại tình người đó phải tịnh thân ra khỏi nhà. Chương 2 Tịnh thân ra nhà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio tôi ngây ngốc nhìn vương lệ na cô ấy không quan tâm đến công ty không quan tâm đến sống chết của mẹ tôi mà là đang hoài nghi tôi ngoại tình kết hôn ba năm tôi cho rằng biểu hiện thường ngày của tôi đủ để cho cô ấy yên tâm nếu như không phải tối hôm qua ngoài ý muốn ta chưa bao giờ qua bất kỳ vượt qua mà cô ấy lại nghĩ sau khi tôi ngoại tình thì tịnh thân xuất gia tôi đột nhiên nghĩ đến lời nói của hàng tư giao anh có từng nghĩ tới vạn nhất là vương lệ na bảo tôi làm như vậy hay không trong đầu ta ầm ầm nổ vang chẳng lẽ tất cả đều do vợ tôi vương lệ na an bài lúc trước quen biết vương lệ na là công ty vừa mới ổn định lại tôi thiếu thư ký anh em hàng lương cùng nhau gây dựng sự nghiệp liền đề cử vương lệ na cho tôi bản thân vương lệ na cũng rất xinh đẹp năng lực cũng không tệ sau một phen tiếp xúc tự nhiên liền từ thư ký trở thành vợ của tôi ta biết nàng rất quan tâm người nhà của mình, cho nên lúc ta có năng lực có thể giúp thì giúp, có thể nói nhà bọn họ có chuyện gì đều là ta xuất tiền xuất lực. Chớ nói chi là để để chơi bời lêu lỏng của nàng, nhiều lần ở bên ngoài gây phiền toái, đều là ta hao hết tâm tư đi hỗ trợ giải quyết. Vì không phụ lời thề hôn nhân lúc trước, tôi đối với nhà bọn họ còn tốt hơn so với mẹ tôi. Lúc mới kết hôn, tôi cảm thấy tất cả đều rất tốt, chỉ xem lúc nào có thể có con. Chỉ là theo kinh tế đình trệ, tôi muốn bắt đầu công ty, thái độ của Vương Lệ Na đối với tôi tự hồ cũng càng ngày càng kém. Có một lần cả nhà bọn họ muốn đi du lịch, tài chính của tôi quay vòng không được, chưa kịp lấy tiền cho bọn họ, kết quả suốt một tháng không cho tôi sắc mặt tốt. Còn có chút việc vặt vảnh, ta cảm thấy cũng không cần phải nói. Tôi cảm thấy là do công ty thua lỗ, gây áp lực quá lớn cho mọi người. Mà bây giờ lại muốn tâm huyết của ta muốn tôi ra khỏi nhà không có tôi thề thốt phủ nhận tối hôm qua đoàn kiến uống say qua một đêm ở khách sạn chứng cứ đâu ai đưa cô đến khách sạn vương lệ na chất vấn tôi đè nén cơn tức giận muốn chứng cứ gì tôi uống say làm sao tôi biết là ai bây giờ anh mau liên lạc với em trai anh lấy lại tiền cho tôi Số tiền này tôi muốn dùng để cứu mạng mẹ tôi." Vương Lệ Na không chút khách khí nhìn tôi. "Không lấy lại được, em trai tôi nếu không trả lại số tiền này, những người đó sẽ chặt tay nó, em trai tôi nếu thành tàn phế, tiền đồ nó sẽ bị hủy. Tiền đồ của em trai anh quan trọng hay mạng sống của mẹ em quan trọng?" Ta phẫn nộ hỏi. Vương Lệ Na khinh miệt cười. "Đương nhiên là tiền đồ của em trai tôi, mẹ cậu vốn nửa chết nửa sống." sinh bệnh mấy năm nay cũng chịu không ít khổ, sớm nhập thổ vi an, cũng là một loại giải thoát, cậu còn thiếu một phần áp lực. Lúc anh đến nhà chúng tôi, mẹ tôi đối xử với anh tốt hơn tôi, vậy mà anh lại nguyền rủa bà ấy chết. Ta nắm tay nắm chặt, hận không thể một bạc tai tác vào mặt nàng. Vương Lệ Na lộ ra vài phần phiền não vẻ. Chu Hạo, ta không phải tới cùng ngươi cãi nhau đấy, ta liên lạc đến một cái lão bản. Hắn đối với công ty của ngươi còn có chút ý tứ, thừa dịp công ty của ngươi còn đáng giá chút tiền bán đi. Cứ như vậy con cũng có tiền khám bệnh cho mẹ rồi. Nghe nói như thế ta nhất thời đỏ mắt. Vương Lệ Na, vì công ty này trước sau trả giá bao nhiêu, ngươi biết không? Vương Lệ Na thản nhiên nói, tôi là vợ anh, công ty này có phần của tôi. Cô còn biết cô là vợ tôi? Vợ của người đàn ông nào lại như cô? Tôi lớn tiếng chất vấn vương lệ na ghét bỏ nhìn ta chu hạo ngươi biết không cùng ngươi kết hôn là ta hối hận nhất một việc ngươi khác thế nào ta mặc kệ ta chỉ có thể quản tốt chính mình tốt nhất là bán công ty đi ta không thể tin nhìn vương lệ na cô ấy lại cảm thấy kết hôn với tôi là chuyện hối hận nhất lúc trước cử hành hôn lễ nụ cười hạnh phúc của cô ấy tôi còn rõ mồn một trước mắt lúc hôn nhân lời thề ta từng chữ đều có thể thuộc lòng Ta đem ta tốt nhất hết thảy đều cho nữ nhân này. Cô ấy còn nói kết hôn với tôi là chuyện hối hận nhất. Ta khó có thể khắc chế phẫn nộ, để cho ta xông lên phía trước bắt lấy cổ tay của nàng. Tại sao? Tại sao phải đối với ta như vậy? Buông tôi ra. Tôi cảnh cáo anh tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện anh. Nói xong Vương Lệ Na một tay lấy ra điện thoại di động đối với ta. Người đối với ta làm hết thảy ta đều sẽ ghi lại bạo lực gia đình có thể là muốn phán ba năm ta cố nén lửa giận của mình tôi biết mình không thể đi tù nếu không mẹ tôi sẽ không có ai chăm sóc nếu thật sự chứng thực tội danh bạo lực gia đình chẳng phải là thỏa mãn tâm ý của vương lệ na sao tôi cắn chặt răng hàm sau tay run rẩy buông lỏng vương lệ na ra chỉ có thể không cam lòng nắm chặt thành quyền khớp xương rung động vương lệ na thấy ta phẫn nộ như thế tự hồ cũng có vài phần sợ hãi Di động của cô ấy quay về phía tôi vội vàng lui về phía sau, đứng ở vị trí cửa phòng. Chu Hạo ngươi không nên sằng bậy, ngươi bây giờ cái dạng này ta cũng không muốn cùng ngươi qua, ta là nhất định phải cùng ngươi ly hôn. Không phải anh đã sớm lên kế hoạch rồi sao? Ta thanh âm khàn khàn hỏi. Vương Lệ Na khinh miệt cười. Đương nhiên, trên bàn anh có thỏa thuận ly hôn, anh ký tên đi, chúng ta sẽ gặp nhau. Lúc này tôi mới chú ý đến một góc bàn làm việc đã sớm đặt xong một bản thỏa thuận ly hôn. Ta cầm lấy hiệp nghị lật xem một chút giận dữ ngã xuống đất. Ngươi nghĩ cũng rất tốt, cho ta 10 vạn tự sinh tự diệt, công ty nhà cửa xe cộ đều là của ngươi. Ở bên anh đã làm tôi ghê tẩm 3 năm, đây là điều tôi nên có. Vương Lệ Na không chút do dự nói. Ghê tẩm ngươi 3 năm. Ta khó có thể tin nhìn Vương Lệ Na, trong lòng kia thấu xương đau đớn làm cho ta nhìn không được trống giận. Ta toàn tâm toàn ý yêu ngươi ba năm, ngươi lại còn nói ghê tởm. Vậy còn không phải ngươi lúc trước có mấy cái tiền, cảm thấy ngươi là tiềm lực cổ, có thể cho ta sống tốt, không nghĩ tới ngươi bùng nhão đỡ không lên tường. Mở một công ty rách nát một năm không bằng một năm, thừa dịp bây giờ còn có thể lưu lại mấy đứa con, tôi đương nhiên phải kịp thời ngăn chặn tổn hại, chẳng lẽ sau này cùng anh trả nợ sao? tôi trẻ trung xinh đẹp còn chưa có con mặc dù kết hôn lần hai tôi muốn tìm một người đàn ông có tiền cũng rất dễ dàng vương lệ na một bộ dáng đương nhiên vương lệ na nói những lời này làm cho ta triệt để nản lòng thoái chí ngươi làm như vậy ba mẹ ngươi biết không vương lệ na cười nhạo một tiếng bọn hắn đương nhiên biết ngược lại bọn hắn cổ vũ ta làm như vậy dù sao ngươi hiện tại quả thật không có tác dụng gì cùng ngươi ở chung một chỗ chỉ có thể là chậm trễ ta tôi giận quá hóa cười được 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 tôi coi như hiểu rồi thì ra cả nhà các anh đều là sói mắt trắng ly hôn đúng không không nên ngươi lấy ta một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi vương lệ na khinh miệt nhìn ta chu hạo ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng ngươi muốn ký hiệp nghị ta lại hào phóng điểm nhiều cầm hai mươi vạn cho ngươi cho ngươi có tiền cho mẹ ngươi chữa bệnh anh có ký hay không chỉ có thể là tịnh thân xuất hộ. Đến lúc đó cho dù ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta cũng sẽ không cho ngươi một phân tiền. Ta ngược lại muốn cho ngươi xem một chút, ngươi như thế nào để cho ta tịnh thân ra khỏi nhà. Tôi đã hạ quyết tâm không thể rẻ hơn Vương Lệ Na. Tốt. Vậy ta sẽ cho ngươi chết rõ ràng. Vương Lệ Na cầm lấy điện thoại bấm một dãy số. Cậu lại đây đi, có một số việc còn phải nói rõ ràng trước mặt mới được. Nói xong đắc ý nhìn ta. "Chu Hạo, ngươi ngoại tình ta là có chứng cớ, ngươi chờ bị tịnh thân ra khỏi nhà đi." Dù sao sau khi em ra khỏi nhà thì công ty cũng là của anh, đến lúc đó anh bán là được, chỉ là em một phân tiền cũng không lấy được. Ta đè nén tức giận hỏi, "Ngươi như vậy khẳng định ta sẽ tịnh thân ra khỏi nhà?" "Đương nhiên, bởi vì ta có chứng cớ." Vương Lệ Na tự tin nhìn tôi. Chương 3 chứng cứ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bằng chứng. Trong lòng ta cả kinh. Chẳng lẽ tối hôm qua hết thảy đều là vương lệ na an bài. Tôi nói làm sao tôi có thể say đến bất tỉnh nhân sự. Mượn cơ hội này. Vương lệ na sắp xếp cho hàng tư giao phát sinh quan hệ với tôi. Bản thân hàng tư giao đã chán ghét tôi, cô ấy giúp vương lệ na cũng rất bình thường. Chỉ cần hàng tư giao thừa nhận chuyện tối qua đó chính là tôi ngoại tình trước dựa theo thỏa thuận lúc kết hôn tôi sẽ tình thân xuất hộ nói cách khác người cô gọi tới là hàng tư giao đau khổ phải đợi một hồi nương theo tiếng bước chân hàng tư giao vẽ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất hiện ở cửa phòng làm việc vương lệ na vừa thấy hàng tư giao liền cười khanh khách cầm tay nàng tư giao tối hôm qua ủy khuất ngươi ngươi hiện tại có khỏe không hàng tư giao gật đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tôi trong lòng ta một trận kinh hãi quả nhiên các nàng liên hợp cùng nhau đối phó ta vương lệ na đắc ý nhìn ta nói chu hạo nể tình vợ chồng ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội đem hiệp nghị ký ta cho ngươi mặt mũi hai con tiện nhân các ngươi ta xem như hiểu được cái gì gọi là lòng dạ độc phụ vương lệ na ngươi đối với ta như vậy lương tâm của ngươi không có trở ngại sao tôi tức giận chỉ vào hai người tràn ngập lửa giận, làm cho ta căn bản không biết nên dùng từ gì để mắng bọn họ. Chu Hạo ta cùng ngươi ngủ ba năm cũng coi như đủ có lương tâm đấy, hơn nữa ta bây giờ còn đang thay ngươi cân nhắc đây, bằng không chờ tư giao đem hết thảy đều nói ra, ngươi sẽ không có cơ hội. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thời đại này, lương tâm đáng giá bao nhiêu tiền? Ngươi có tâm tư này đi chất vấn lương tâm ta, không bằng ngẫm lại cuộc sống sau này của ngươi nên sống như thế nào đi chu hạo đừng nói nhảm nữa mau ký tên đi tôi cầm tờ giấy ly hôn lên cánh tay run rẩy ký tên tâm huyết mấy năm nay của tôi hóa thành hư không không ký tên tất cả của tôi bị vương lệ na lừa đi tôi chờ tiền làm phẫu thuật thì làm sao bây giờ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc cầm bút và ký tên mình lên một tờ giấy lại khó đến thế tôi không có lựa chọn ta có thời gian cùng vương lệ na chậm rãi tiêu hao nhưng mẹ tôi còn đang ở bệnh viện chờ ghép tủy, bà chờ không nổi. Tôi siết chặt nắm đấm đập thỏa thuận ly hôn lên bàn, cầm bút lên. Ngay khi tôi chuẩn bị ký, hàng tư giao đột nhiên nói. Tối qua tôi ngủ rất ngon. Tôi dừng động tác trong tay lại, kinh ngạc nhìn về phía hàng tư giao. Vương Lệ Na cũng là vẻ mặt mờ mịt nhìn. Tư giao, ngươi nói cái gì vậy? Hàng tư giao hơi ưỡn ngực. Tôi nói, tối hôm qua tôi ngủ rất ngon mặc dù hơi say nhưng chu hạo đưa tôi đến khách sạn anh ấy liền rời khỏi phòng trong phòng im lặng một lát sau khi phản ứng lại trong lòng tôi mừng như điên ý của hàng tư giao là không giúp vương lệ na làm chứng lời của cô ấy có phủ nhận tối qua đã ngủ với tôi không vương lệ na kinh ngạc nhìn hàng tư giao tư giao cậu đang nói hưu nói vượng cái gì tối hôm qua không phải cậu thuê phòng với chu hạo sao hai người không phải ngủ cùng nhau sao hàng tư dao nhíu mày nhìn về phía vương lệ na ngươi nói cái gì nữa đây chu hạo là chồng của ngươi ta lại là bạn thân của ngươi làm sao có thể ngủ cùng một chỗ ngươi cũng không phải không biết ta bình thường liền chán ghét hắn nhìn thấy hắn liền ghê tởm làm sao có thể cùng hắn lên giường nghe được những lời này vương lệ na gắt gao nhìn chằm chằm hàng tư dao một lát sau như xù lông gà mái già, rống giận đến. Hàng tư giao, ngươi ngày hôm qua không phải nói với ta như vậy, ngươi như thế nào đáp ứng ta? Hàng tư giao lạnh lùng hỏi. Đáp ứng cái gì? Đáp ứng cùng ngươi lừa gạt chồng ngươi? Hay là đáp ứng ngươi, giúp ngươi cuốn đi tiền của chu hạo? Vương Lệ Na, mặc dù tôi không thích chu hạo, nhưng không thể phủ nhận, chu hạo đối xử với cô rất tốt, cô không nên đối xử với hắn như vậy vương lệ na nắm chặt nắm đấm xù lông nhìn chằm chằm hàng tư giao cậu nói cái gì mười vạn đồng không cần ngươi cảm thấy ta thiếu mười vạn sao hàng tư giao hỏi ngược lại vương lệ na sửng sốt một chút giận quá hóa cười hung hăng nhìn chằm chằm ta một cái được 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 nguyên lai các ngươi đã sớm thông đồng chơi ta đúng không chu hạo ta nói cho ngươi biết hôn nhân này ta ly định nên của ta đều là của ta ngày mai gặp ở cục dân chính. Nói xong Vương Lệ Na đóng cửa rời đi. Vương Lệ Na đi rồi, thần sắc tôi phức tạp nhìn về phía hàng tư giao. Tại sao anh lại giúp tôi? Không phải anh nhìn tôi không vừa mắt sao? Hai cái này có quan hệ sao? Hàng tư giao ngồi xuống sofa. Nhìn đôi chân dài tơ đen váy chữ A của anh, trong đầu tôi không khỏi hiện lên một ít hình ảnh tối hôm qua. Ta nhíu mày hỏi vương lệ na không phải là bằng hữu nhiều năm của ngươi sao nàng còn đáp ứng cho ngươi tiền tuyệt giao thì tuyệt giao đi kết giao bằng hữu cũng phải xem người nàng bây giờ có thể hãm hại ngươi như vậy về sau nói không chừng sẽ hãm hại ta hàng tư giao nói rất lạnh nhạt cảm ơn trong lòng tôi rất cảm động nhưng trong lúc nhất thời chỉ có thể dùng hai chữ này để biểu đạt cảm tạ hàng tư giao chỉ biểu môi lúc này điện thoại di động của tôi lại vang lên là điện thoại của bệnh viện tới truy hỏi tình huống yên tâm mẹ tôi nhất định phải làm phẫu thuật tôi đang chuẩn bị tiền lát nữa sẽ đưa đến bệnh viện các người ngàn vạn lần giữ tủy. sau khi tranh thủ chút thời gian tôi mệt mỏi ngồi xuống nhéo nhéo sống mũi hàng tư dao nhìn về phía tôi sao vậy gặp phải phiền toái tôi thở dài vương lệ na lấy hết tiền trong tài khoản công ty hiện tại trong tay tôi không có tiền bên ngoài lại là sổ sách ồ hàng tư giao chỉ thản nhiên đáp một câu sau đó cầm lấy điện thoại di động gọi một cú điện thoại tâm tình tôi bực bội không có tâm tư đi nghe cô ấy nói gì trong điện thoại tôi chỉ đang suy nghĩ dùng phương án gì mới có thể nhanh chóng gom đủ tiền phẫu thuật cho mẹ tôi tôi không nghĩ tới vương lệ na lại làm tuyệt như vậy trên thẻ cư nhiên một phân tiền cũng không để lại cho tôi lấy tiền lương của nhân viên còn lấy tiền cứu mạng của mẹ tôi vương lệ na chờ ta bình tĩnh lại ta sẽ không bỏ qua cho ngươi tôi thầm nguyền rủa trong lòng và bây giờ tôi nghĩ đến cách kiếm tiền chỉ có thể đi vay nặng lãi có lẽ đi mượn số tiền này sẽ khiến tôi vạn kiếp bất phục nhưng không thể trơ mắt nhìn mẹ tôi bỏ lỡ cơ hội cứu mạng lần này đang lúc ta muốn đứng dậy rời đi cửa phòng bị người gõ vang. Một người đàn ông hào hoa xuất hiện với một chiếc cặp giày. Tôi nghi hoặc hỏi. Ngài là ai? Người đàn ông mỉm cười nói. Cô Hàng nói cô ấy ở đây, cho nên tôi tới đây, mạo mùi quấy rầy, hợp đồng của cô Hàng đã chuẩn bị xong, cô ký một chữ là có thể lấy tiền. Hàng tư giao tựa vào sofa lướt điện thoại, sau khi nghe nói như thế tùy ý ngồi thẳng người. Được, lấy ra đi. Tiếp nhận hợp đồng, Hàng tư giao ký tên, sau đó đưa chìa khóa xe BMW cho người đàn ông. Người đàn ông cũng vào lúc này lấy ra một xấp tiền mặt. "Cô hàng, nếu đã ký xong hợp đồng, tôi sẽ không quấy rầy, có gì cần cô liên lạc lại với tôi." Nam nhân tới cũng nhanh. Nam nhân vừa đi, hàng tư giao hướng ta biểu môi. "Nơi này là 30 vạn tiền mặt, ngươi cầm đi." Chương 4. Làm sao bây giờ? bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tôi ngạc nhiên nhìn hang seo chấm ioo. Cô ấy lại bỏ ra 30 vạn để giúp tôi. Hơn nữa xem ra vừa rồi cô ấy bán xe của mình cho tôi gom tiền. Tôi nhớ rõ xe của hàng tư giao là BMW 7, xe rơi xuống đất hơn 1 triệu 30 vạn liền bán đi. Cái này. Ta. Tôi nhất thời không biết nên dùng ngôn ngữ biểu đạt như thế nào. Hàng tư giao nhướng mày anh là đàn ông lề mề làm gì còn không lấy tiền đi bệnh viện bất quá tiền này của tôi cũng không phải đưa không cho anh vừa rồi anh thấy tôi bán xe anh muốn trả tôi thì trả lại cho tôi một chiếc xe vâng nhất định tôi vội vàng gật đầu sau đó viết một tờ giấy nợ cho hàng tư giao giấy nợ này anh nhận trước đi tôi có tiền nhất định sẽ trả lại cho anh tôi tôi không biết nên nói lời cảm ơn gì phần nhân tình này của anh tôi ghi tạc trong lòng, có cái gì anh dùng được tôi, tôi nhất định sẽ giúp anh. Anh ngồi trước một lát, tôi đi đưa tiền cho bệnh viện trước, buổi tối tôi mời anh ăn cơm. Hàng tư giao lướt điện thoại di động, ánh mắt không ở trên người tôi, nghe được lời này cũng chỉ biểu môi tỏ vẻ. Nói xong tôi bỏ tiền vào một cái túi, vội vàng lái xe đến bệnh viện. Từ bệnh viện trở về đã là 2 giờ sau. Cuộc phẫu thuật của mẹ tôi được lên kế hoạch trong hai ngày tới bệnh viện có hộ lý chăm sóc, tôi cũng không quá lo lắng. Trở lại công ty, hàng tư giao vẫn còn ở trong văn phòng. Văn phòng có thêm một người đàn ông. Nam nhân này bộ dáng rất đẹp trai, cao một M8, rất dễ dàng được nữ nhân ưa thích. Đương nhiên hắn cũng là huynh đệ đường văn kiệt của ta. Chúng tôi là bạn đại học, giao tình không tệ. Sau đó sau khi tôi mở công ty anh ấy liền tới giúp tôi thu xếp, giúp tôi không ít việc ở công ty tôi cũng là phó tổng. Lại nói tiếp, Vương Lệ Na cũng là hắn giới thiệu cho ta làm quen. Lúc tôi vừa trở về, dường như đường Văn Kiệt đang nói chuyện gì đó với hàng tư giao. Chỉ là bộ dáng hàng tư giao không thèm để ý tới. Đường Văn Kiệt sau khi nhìn thấy tôi vẻ mặt lo lắng hỏi. Hào tử, cậu và Lệ Na làm sao vậy? Vừa rồi tôi nhìn thấy cô ấy ở cửa công ty, bộ dáng nổi giận đùng đùng, âm ý muốn ly hôn với cậu anh hỏi cô ấy đã làm chuyện gì đi nhưng ly hôn là khẳng định ngày mai tôi sẽ đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn với cô ấy ta lạnh nhạt nói đường văn kiệt tận tình khuyên nhủ vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường có chuyện gì nói ra không phải tốt rồi sao về phần ly hôn sao cô gái xinh đẹp như lệ na đầu năm nay khó tìm xinh đẹp ta cười lạnh một tiếng càng là nữ nhân xinh đẹp tâm địa càng ác độc lúc nói lời này hàng tư giao bất mãn nhìn tôi một cái tôi vội vàng giải thích đương nhiên ngoại trừ anh hàng tư giao liếc mắt một cái tiếp tục lướt điện thoại đường văn kiệt kinh ngạc hỏi các người rốt cuộc làm sao vậy tôi trả lời vương lệ na lấy hết tiền trong tài khoản công ty nói lấy đi trả nợ cờ bạc cho em trai anh ta còn muốn tôi bán công ty đúng rồi ly hôn cũng là cô ấy nói ra, cảm thấy tôi buồn nhão không đỡ nổi tường, ghê tởm theo tôi, muốn tôi đem nhà cửa xe công ty đều cho cô ấy. Ta mặc dù nói thoải mái, nhưng trong lòng vẫn đau đớn một trận. Nghĩ đến sắc mặt Vương Lệ Na vừa rồi, nắm tay tôi nắm chặt, trong lòng buồn bực khó thở. Nàng! Nàng sao có thể như vậy? Đường Văn Kiệt có vẻ không tin. Sau đó vẻ mặt lo lắng hỏi. Hạo tử, vừa rồi ngươi nói lệ na đem tiền trong tài khoản đều lấy đi. Tôi có chút mệt mỏi che trán. Chậm lại một chút đi, thông báo cho công ty có khó khăn, tiền lương chậm lại hai ngày, tôi đi thu nợ, thu hồi lại vẫn có tiền phát tiền lương. Cái này. Được rồi, tôi đi nói với công nhân một chút, nhưng hạo tử, cậu vẫn nên đi tìm Lina tâm sự đi. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, nàng có thể lấy lại tiền, ngươi cũng không có áp lực lớn như vậy. Đường Văn Kiệt khuyên tôi một câu rồi rời đi. Đường Văn Kiệt vừa đi, tôi lại nhìn về phía hàng tư giao. Hàng tư giao kinh ngạc hỏi. Cô nhìn tôi làm gì? Xe tôi bán rồi, không có tiền cho cô mượn phát lương. Tôi lắc đầu. Tôi không có ý này, anh có thể cho tôi mượn 30 vạn, tôi đã rất cảm ơn rồi, chuyện tiền lương tôi còn có biện pháp, có mấy ông chủ còn nợ tiền hàng của tôi, tôi thu hồi là được rồi. Tôi chỉ muốn nói cho anh mượn tiền tôi có thể phải mất nhiều thời gian mới có thể trả lại cho anh hàng tư giao nhún nhún vai cái này cũng không sao cả bất quá ta hiện tại xe bán đi đâu cũng không tiện ta cũng không cần ngươi lợi tức nhưng nếu em muốn đi đâu anh phải tới làm tài xế cho em cái này không thành vấn đề tôi cười đồng ý chần chừ một lát tôi thử hỏi có điều tôi muốn hỏi một chút không phải anh vẫn rất ghét tôi sao hàng tư giao nhìn tôi thật sâu cho tôi một đáp án bất ngờ không kịp đề phòng tôi bị coi thường được chưa hả vẻ mặt ta mơ hồ hàng tư giao lạnh lùng nói lúc trước không phải anh còn mắng tôi là tiện nhân sao không không ta không phải ý này ta lúc ấy không hiểu rõ tình huống nha ngươi đại nhân đại lượng đừng so đo với ta ta đây không phải buổi tối chuẩn bị mời ngươi ăn cơm hướng ngươi bồi tội sao tôi đỏ mặt luôn miệng xin lỗi. hàng tư giao cầm túi sách lên muốn đi, tôi tưởng cô ấy tức giận vội vàng đuổi theo. này, cô đừng đi, tôi xin lỗi, cô đừng để ở trong lòng. hàng tư giao dừng chân có chút không kiên nhẫn nhìn về phía tôi. tôi thoạt nhìn giống một người keo kiệt sao? tôi lắc đầu. hàng tư giao tiếp tục nói, cô xem thời gian, không phải cô muốn mời tôi ăn cơm sao? bây giờ ra ngoài ăn cơm không còn nhiều lắm từ khách sạn đi ra tôi còn chưa ăn gì đâu lời này làm cho đầu óc tôi nhớ lại một ít chuyện của khách sạn trước khi không thất thố vội vàng nói được rồi bây giờ chúng ta đi ăn cái gì cậu chọn địa điểm đi dựa theo hướng dẫn của hàng tư giao tôi lái xe đến một nhà hàng nhà hàng làm ăn tốt bên ngoài đều đổ đầy xe lúc chúng tôi đi phòng bao đều được đặt ra chỉ có một vị trí dựa vào góc hàng tư giao cũng không ghét bỏ dựa theo lời của cô mà nói thì muốn mau chóng ăn cái gì đó. Theo đồ ăn lên bàn, ta nếm vài ngụm sau khen ngợi đến. Nhà này điểm đồ vật không tệ, người như thế nào tìm được nơi này? Đi cùng Vương Lệ Na. Hàng tư giao trả lời đơn giản. Có lẽ thấy thần sắc tôi có chút mất tự nhiên, cô ấy tiếp tục nói. Anh cho Vương Lệ Na đầy đủ tự do, tôi là bạn thân của cô ấy, cùng cô ấy ăn nhậu chơi bời không phải rất bình thường sao? lại nói tiếp, anh thật sự định ly hôn với cô ấy. Hàng tư giao nhìn như thờ ơ hỏi thăm. Ta thật không nghĩ tới nàng tính tình như thế bạc lạnh, mẹ ta đối với nàng tự như thân nữ nhi đồng dạng, nàng cư nhiên có thể thấy chết mà không cứu, thậm chí còn không bằng ngươi. Tôi nhận ra mình đã nói sai. Ngượng ngùng nhìn hàng tư giao mang theo vài phần trêu tức hỏi. Không bằng ta cái gì? Không bằng ta cái này làm cho ngươi chán ghét nữ nhân tôi xấu hổ cười cái đó em thừa nhận trước kia có hiểu lầm về anh anh luôn tỏ ra rất ghét bỏ dường như em ở trước mặt anh chẳng là gì cả em cảm thấy anh không lừa dối em đã là tốt rồi không ngờ anh còn giúp em một việc lớn như vậy thật sự là hoạn nạn thấy chân tình vương lệ na không tiếp lời tôi chỉ cúi đầu ăn vài miếng sau khi ăn xong đột nhiên hỏi vạn nhất tôi có thì làm sao bây giờ hả Ta nhất thời không kịp phản ứng. Cái này. Cái này. Tôi căn bản không nên trả lời như thế nào. Đừng như vậy nữa, không giống đàn ông, tôi thử anh, tôi mua thuốc uống rồi." Hàng tư giao bất mãn nói. Nghe nói như thế ta buông lỏng một ngụm, bất quá lại nhìn thấy hàng tư giao tựa hồ rất kinh ngạc nhìn ta, nhưng ánh mắt của nàng giống như xuyên qua ta. Tôi nhìn lại, không ngờ thấy Đường Văn Kiệt và Vương Lệ Na xuất hiện trước cửa tiệm này chương 5 Tạ móc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Vị trí của tôi và hàng tư giao dựa vào góc, ở giữa có rất nhiều ngăn cản, bọn vương lệ na đi vào trong lúc nhất thời cũng không thấy chúng tôi. Huống chi, tự hồ bọn họ đã đặt trước vị trí, sau khi tiến vào đã bị nhân viên phục vụ trực tiếp mang vào trong phòng. Sau vài giờ, tôi cho rằng tôi lại nhìn thấy vương lệ na sẽ khó có thể khống chế cảm xúc. Không nghĩ tới, hiện tại trong lòng gợn sống không sợ hãi. Ba năm qua, tôi toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, tôi cho rằng tình cảm giữa tôi và cô ấy đã sớm từ yêu biến thành tình thân tương cứu trong lúc hoạn nạn. Không nghĩ tới, ngay tại mấy thời gian nhỏ này, tình yêu của ta đối với nàng ầm ầm sụp đổ. Ta chỉ đối với nàng lạnh nhạt, nàng đối với tính toán của ta, cảm thấy trái tim băng giá. Lúc trước dung nhan nàng làm cho ta nhất kiến chung tình mà mê luyến hiện tại chỉ làm cho ta cảm thấy chán ghét thật sâu thật trùng hợp hàng tư giao như cười như không tôi rót cho mình một tách trà không sao cả trả lời có cái gì trùng hợp hay không buổi chiều lúc đi đường văn kiệt không phải nói muốn đến giúp tôi khuyên nhủ vương lệ na sao bọn họ hẹn nhau ăn cơm cũng rất bình thường hàng tư giao hơi nhíu mày em muốn thuyết phục chính mình hay là thuyết phục tôi tại sao tôi phải thuyết phục tôi hỏi ngược lại hàng tư giao thoáng nghiêm mặt nói anh không hoài nghi hai người bọn họ ở cùng một chỗ tôi bình tĩnh nói mặc dù tôi gặp phải người xấu nhưng đường văn kiệt và tôi đã là anh em giúp đỡ lẫn nhau từ thời đại học tôi cảm thấy không cần phải nghi ngờ anh ấy vì điều này vậy sợ là ngươi không biết lòng người hiểm ác hàng tư giao nhún nhún vai ta thở dài một hơi nói tiếp lòng người cố nhiên hiểm ác nhưng nhân chi sơ tính bản thiện trên đời này vẫn là người tốt nhiều một chút bằng không ta hôm nay liền cùng đường hàng tư giao uyển nhi cười lần nữa thăm dò nói ngươi không muốn đi nghe bọn họ nói chuyện gì không có hứng thú nếu có thể ta không muốn gặp lại nữ nhân kia tôi chắc chắn lắc đầu vậy được vậy đưa anh về đi anh đoán tối nay em còn rất nhiều việc phải làm hàng tư giao đứng dậy thu dọn đồ đạc sau khi đưa cô ấy đến dưới lầu nhà trọ cô ấy do dự một hồi nhìn về phía tôi tôi cảm thấy cô ấy có thể muốn mời tôi lên ngồi một chút nhưng tôi thực sự không có tâm trạng đó ngay bây giờ trước khi cô ấy mở miệng tôi đã nói trước về nghỉ ngơi đi hôm nay thật sự rất cảm ơn cô có gì cần cô gọi điện thoại cho tôi không đợi cô ấy trả lời tôi lái xe đi trở về tiểu khu tôi ở sau khi ấn xuống tận lầu tôi ở trong thang máy trong lòng tôi đột nhiên có chút bàng hoàng đi làm về à? nhưng nhà vẫn còn chứ. đi đến cửa nhà, tôi lấy chìa khóa ra, nhưng làm thế nào cũng không mở được cửa. tôi thậm chí còn nghi ngờ nếu tôi đã đi sai đường. thử lại vài lần, vẫn không mở ra được. sau khi nhìn kỹ, tôi cơ bản xác nhận khóa cửa phòng bị thay đổi. tôi hỗn hỉnh lấy điện thoại ra gọi cho Vương Lệ Na. cô có ý gì? cô đổi khóa rồi à? đương nhiên, tại sao nhà tôi lại cho cô vào? vương lệ na đương nhiên trả lời vương lệ na ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi thật ngại quá ta đột nhiên nhớ tới bất động sản vốn không có tên của ngươi vốn còn muốn chờ trong khoảng thời gian này vượt qua liền ở trên phòng thêm tên của ngươi hiện tại xem ra không cần bây giờ hoặc là anh đưa chìa khóa cho tôi hoặc là tối nay tôi sẽ đến nhà ba mẹ anh ở một đêm nhân tiện cho ba mẹ con biết chuyện tốt con đã làm tôi lạnh giọng đe dọa Chu Hạo, ngươi bớt uy hiếp ta, ta gả cho ngươi ba năm không có khả năng cái gì cũng không chiếm được. Nói xong Vương Lệ Na liền cúp điện thoại. Ta nén giận đạp cửa phòng một cái, đêm nay xem ra là không vào được. Tôi có thể tìm công ty mở khóa, nhưng bây giờ tôi định đi tìm bố mẹ Vương Lệ Na để tâm sự. Nếu muốn ly hôn, có một số việc phải nói rõ ràng. Húng hồ tài khoản công ty tôi 80 vạn không phải cô ta tùy tiện lấy đi. Bất quá nhân tiện, lúc trước căn nhà này là tôi mua trước khi kết hôn với Vương Lệ Na. Nhà rơi vào tên mẹ tôi, mấy năm nay không sang tên không thêm tên Vương Lệ Na. Là tôi muốn cho công ty tôi một cam đoan, vạn nhất hoạt động không tốt, ít nhất tôi có thể bán nhà để đảm bảo hoạt động của công ty. Lái xe đến tiểu khu bố mẹ Vương Lệ Na ở. Sau khi gõ cửa nhưng không có phản ứng. Ta nhíu mày, lúc này ba mẹ hắn hẳn là ở nhà mới đúng. Sau khi gõ cửa thật mạnh, bên trong vang lên thanh âm của em trai Vương Lệ Na Vương Duyệt Trạch. "Chị tôi vừa mới gọi điện thoại nói, không mở cửa cho anh. Anh về đi, có chuyện gì tìm chị tôi thương lượng, đừng tới nhà tôi." Ta tức giận nở nụ cười, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên ngay cả cửa cũng không cho ta vào. Ta nén giận hỏi: "Ba mẹ đâu, chẳng lẽ ta cùng tỷ tỷ ngươi muốn ly hôn, bọn họ đều không nói lời nào?" "Ly thì ly." dông dài dài dòng làm gì, chị tôi ly anh cũng không phải là không sống nổi nữa, lấy tư sắc của chị tôi muốn tìm một người có tiền không khó, không giống anh tìm kiếm. Vương Duyệt Trạch ở cửa phòng chăm chọc. Ta móc tìm, Vương Duyệt Trạch các ngươi nói chuyện nói lương tâm, ngươi ở bên ngoài gây chuyện có lần nào không phải ta đi giải quyết cho ngươi. Anh tìm tôi đòi tiền 23 vạn, lần nào tôi không đưa cho anh. Năm dịch bệnh đi du lịch, một nhà thân thích già trẻ các anh toàn bộ gọi hơn 10 người, một mình tôi gánh vác toàn bộ chi phí. Mẹ con năm ngoái đại thọ 60 tuổi, coi trọng vòng ngọc 12 vạn, ta không trên một tiếng liền đem tiền trả. Ba cậu lái xe điện đụng người, trước sau bồi thường hơn 10 vạn là tôi cho. Nói ta móc tìm kiếm. Cũng bởi vì ta hai năm nay kiếm được ít tiền, không hướng trước kia như vậy hiếu kính các ngươi, các ngươi cứ như vậy đối với ta tôi tức giận đập cửa phòng. Vương Duyệt Trạch ở trong phòng kêu gào. Chu Hạo đừng ở chỗ này dương oai, cửa đập hỏng muốn cậu bồi thường, tôi còn muốn báo cảnh sát bắt cậu. Có vấn đề gì, ngươi tìm lão tỷ ta nói đi, đừng ở chỗ này đánh rắm. Tôi nhất định sẽ tìm Vương Lệ Na hảo hảo tâm sự, nàng hôm nay cầm đi công ty của tôi tài khoản trên 80 vạn. Là trả nợ cờ bạc cho anh phải không? Đây là tiền cứu mạng của mẹ tôi và tiền lương của nhân viên. Anh nói với cô ấy, đừng nghĩ số tiền này dễ lấy như vậy. Lấy thế nào thì nhổ ra cho ta. Nếu không tôi sẽ kiện cô ta ra tòa. Bỏ lại những lời này ta liền rời đi. Không có gì để nói với cả nhà này. Về đến nhà, tôi tìm công ty mở khóa, có giấy chứng nhận quản lý mở cửa phòng cho tôi. Trở lại trong phòng, tôi vừa nhìn hoàn cảnh, nhất thời một cổ huyết áp lên não, thiếu chút nữa không cho tôi cổng qua. Nếu không biết nguyên nhân, tôi còn tưởng rằng nhà tôi bị trộm. Đồ vật đáng giá trong nhà cư nhiên trong mấy giờ ngắn ngủi đều bị dọn sạch. Còn lại chính là một ít vật phẩm lớn không dễ vận chuyển, ngay cả giường cũng chỉ còn lại có một cái giá gỗ. Mẹ nó. Vương Lệ Na, cô làm thật tuyệt. Ta tức giận mắng một tiếng. Bất quá như vậy cũng tốt, điều này cũng kiên định quyết tâm muốn ly hôn với Vương Lệ Na của tôi ngày mai 8 giờ tôi sẽ đến cục dân chính. Cô ấy nghĩ đồ của tôi dễ lấy như vậy sao? Đi theo quy trình, tôi muốn cô ấy không có gì cả. Chương 6 Ta xin lỗi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhìn căn phòng trống rỗng, tôi suy nghĩ thật lâu trên một chiếc sofa rách nát. Tôi không hiểu tại sao Lina Oan lại làm thế với tôi. Ta toàn tâm toàn ý yêu nàng, ngược lại lại đâm dao vào tim ta trên mặt đất đặt hộ khẩu và một ít giấy tờ tùy thân may mà cô không lấy đi ly dị đó là ý tưởng cấp bách nhất của tôi nhưng khi tôi tỉnh táo lại muốn ly hôn bây giờ tôi còn lại những gì tiền của công ty bị cô cuốn đi những thứ đáng giá trong nhà cũng đều bị cô dọn sạch nàng chỉ dùng thời gian một buổi tối đã đem tiền tiết kiệm mấy năm nay của ta cướp sạch không còn may mắn duy nhất là nhà vẫn còn trên giấy chứng nhận bất động sản tôi còn chưa kịp thêm tên của cô ấy, nếu không chỉ sợ tôi cũng không có cách nào nằm trên sofa như vậy. Chẳng lẽ ta cứ như vậy buông tha vương lệ na? Không được, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng sống khá giả. Trừ phi cô đem 80 vạn kia của công ty nhổ ra. Sáng sớm hôm sau, tôi không đến cục dân chính. Tôi không muốn ly dị như vậy. Quả nhiên đến 9 giờ thời điểm Vương Lệ Na gọi điện thoại tới. Chu Hạo, đã nói hôm nay ly hôn. Ta đè nén trong lòng tức giận, ngược lại cười dỗ nói. Bảo bối, ngày hôm qua là ta sai rồi, chúng ta không ly hôn được không? Ta hiện tại có chút việc bận, đợi lát nữa ta đến nhà ngươi nhận lỗi. Vương Lệ Na ở trong điện thoại lạnh như băng nói. Chu Hạo, ngươi phát điên cái gì thần kinh, ngươi cho rằng chúng ta còn không qua được sao? Đừng nóng giận nha, chúng ta kết hôn cũng không dễ dàng, ta hiện tại chính là khó khăn một chút về sau ta là có thể cho ngươi ngày lành ngươi về nhà trước chờ ta ta đợi lát nữa liền tới được không tôi kiên nhẫn dỗ dành vương lệ na lạnh lùng cười được em muốn xem anh tính toán cái gì cúp điện thoại sắc mặt tôi âm trầm bây giờ dỗ dành cô ấy là bởi vì công tác chuẩn bị của tôi còn chưa làm tốt không bao lâu sau tôi mua chút quà hoa quả một lần nữa đi tới tiểu khu nhà vương lệ na Lần này tôi lễ phép gõ cửa, em vợ Vương Tuấn mở cửa cho tôi. Hắn đứng ở cửa, một bộ thân thể chặn đường đi vào, cảnh giác nhìn ta. Có chuyện gì, nói ở đây sao? Ta cùng khuôn mặt tươi cười. Ngày hôm qua ngượng ngùng, ta có chút xúc động rồi, hôm nay lại đây cho các ngươi nói xin lỗi, ngươi xem có phải hay không để cho ta đi vào nói. Vương Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua, tự hồ đang tìm kiếm ý tứ của người trong nhà ta hướng phía trong cửa hô. Ba mẹ, ngày hôm qua là ta không đúng, ta cũng chưa từng làm không phụ lệ na sự tình, công ty gần đây phiền toái rất nhiều, ta cũng là có chút cấp trên, các ngươi xem có phải hay không cho ta một cái thừa nhận sai lầm cơ hội. Tiểu Tuấn, để hạo tử vào đi. Giọng nói của cha Vương Lệ Na vang lên. Vương Tuấn nghe vậy tránh ra cửa. Tôi vào cửa vừa nhìn, cả nhà Vương Lệ Na đều ngồi trên sofa. Ta một bên đổi giày một bên cười xin lỗi. Ba mẹ, thứ lỗi, tối hôm qua dọa đến các ngươi, cái này phải xin lỗi, công ty sự tình quá cao cấp. Mẹ tôi bên kia lại gặp phải chút ngoài ý muốn, cần dùng tiền gấp, tôi thật sự là không thể khống chế được tính tình. Nhưng tôi cũng không làm gì với Lina cả. Thay giày xong, đặt quà xuống, tôi bắt đầu hút thuốc. Cha của Vương Lệ Na là Vương Dân sinh nhận lấy điếu thuốc, nhưng vương tuấn dường như thân thiết cùng một chiến tuyến với chị gái cô ấy không nhận tiền của tôi ta cũng không so đo tự mình hút thấy người nhà vương lệ na đều không nói lời nào tôi tiếp tục làm ra bộ dáng thành khẩn sám hối na na anh biết mấy ngày nay công việc bận rộn có thể tương đối bỏ qua em nhưng trong lòng vẫn luôn rất yêu em thiên niên tu ngủ chung gối anh thật không muốn ly hôn với em em cho anh thêm một cơ hội đi Vương Lệ Na lạnh lùng nhìn ta. Chu Hạo có ý nghĩa sao? Ngày hôm qua chúng ta đều nháo thành như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta còn có cùng một chỗ cần thiết. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của anh, cho anh thêm một cơ hội đi, anh thật sự muốn sống thật tốt với em. Tôi cho rằng nói trái lương tâm rất khó, nhưng sau khi nói ra miệng cũng cứ như vậy, ngược lại cảm giác mình thật đúng là có chút nhập diễn. Có lẽ, trong lòng ta đối với việc này vẫn có chút chờ mong. Vương dân sinh sau khi phủi tàn thuốc trịnh trọng nhìn ta cùng vương lệ na. Tiểu na, ta cảm thấy đi, hào tử nhân tương đối kiên định, mấy năm nay đối với người đối với nhà chúng ta đều là rất tốt. Anh ấy đâu có phạm sai lầm gì, anh đã cho cô ấy một cơ hội rồi. Vương lệ na rất chắc chắn nói. Ba, con với anh ấy không sống nổi nữa, ba không khuyên con. Tôi nghi hoặc hỏi. Na na, tại sao? em muốn ly hôn với anh cũng phải có lý do chứ nếu anh thật sự làm sai em trừng phạt anh thế nào cũng được hắn hắn vương lệ na quanh có nửa ngày không nói ra lời mẹ của vương lệ na giúp đỡ nói cũng không phải nhất định phải có sai lầm mang tính nguyên tắc mới có thể ly hôn hai người không hợp cùng nhau sống cũng là tra tấn nhưng mà ta cảm thấy cũng không nên đem người một gậy đánh chết dù sao cũng phải cho hài tử một cơ hội đúng không nếu không các ngươi trước tách ra một thời gian bình tĩnh một chút bình tĩnh ngươi cảm thấy hắn có thể bình tĩnh sao vương lệ na hỏi ngược lại tôi thử hỏi na na ý cô là chuyện sổ sách của công ty vương lệ na ngậm miệng không nói vương tuấn thì có vẻ có chút khẩn trương tôi nhìn vẻ mặt của ba mẹ vương lệ na bọn họ tựa hồ không biết chuyện này ta đôi mắt khẽ động sửa miệng nói. Chỉ là chút sai lầm nhỏ mà thôi, ta bất kể so sánh, cũng không phải không thể sửa, ta lúc ấy phát hỏa cũng là áp lực quá lớn, ta xin lỗi, ta thật biết sai rồi. Vương Lệ Nam kinh ngạc nhìn tôi, cô ấy không ngờ tôi không nói thẳng ra chuyện này. Vương Tuấn sửng sốt một chút, xem ra cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Dân Sinh cho rằng Vương Lệ Nam muốn ly hôn với tôi là vấn đề tài khoản gì, hắn vừa cười vừa nói vậy đây chỉ là chuyện nhỏ a à, hai vợ chồng không cần phải ầm ĩ đến đỏ mặt trắng tiểu na lại cho hạo tử một cơ hội đi vương lệ na hít sâu một hơi chu hạo cậu lại đây tôi nói chuyện riêng với cậu này được ta đứng dậy đáp ứng cho tốt một nụ cười thất bồi sau đó theo vương lệ na vào trong phòng sau khi đóng cửa cô ấy chắp tay lạnh lùng nhìn tôi rốt cuộc anh đang chơi trò gì tôi giả vờ mờ mịt trả lời em không định chơi trò gì, em thật sự không muốn ly hôn với anh. 80 vạn kia của công ty anh không tính sao? Vương Lệ Na hỏi ngược lại. Tôi cười nói. Không phải anh nói đã trả hết nợ cho em trai anh rồi sao, tiền đã trả hết rồi, tôi còn có thể so đo cái gì nữa? Ta lúc ấy cũng là nói tức giận mà thôi, đệ đệ ngươi cũng là đệ đệ ta, đương nhiên phải chiếu cố chăm sóc thật tốt. Vậy công ty làm sao bây giờ? tiền phẫu thuật của mẹ cậu làm sao bây giờ? Vương Lệ Na tiếp tục hỏi. Nói thật tôi muốn trả lời vấn đề này, tôi thậm chí muốn chỉ vào mũi cô ấy hỏi cô ấy. Cô cư nhiên còn có thể nghĩ đến những chuyện này. Nhưng bây giờ tôi muốn cô ấy thả lỏng cảnh giác với tôi. Công ty nghĩ biện pháp đi, phát lương còn vài ngày nữa, bên mẹ tôi vay tiền để phẫu thuật. Ngươi lại còn nhận được tiền. Vương Lệ Na có chút chăm chọc. Tôi cười trả lời tóm lại vẫn có vài người bạn vương lệ na ghét bỏ nhìn ta một cái biểu môi cân nhắc một chút rồi nghiêm mặt nói với ta vương hạo ngươi muốn không ly hôn cũng được ta có ba điều kiện chương 7 ba cái điều kiện bạn đang nghe tại truyện chấm audio con mẹ nó ngươi còn dám ra điều kiện với ta đây là suy nghĩ trong lòng ta nhưng ta hiện tại chỉ có thể cười bồi một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng ngươi nói Ngươi nói. Đệ nhất. Vương Lệ Na giơ một ngón tay. 80 vạn tôi lấy đi sẽ không trả lại cho anh, tiền lương nhân viên, tiền phẫu thuật của mẹ anh, anh tự nghĩ biện pháp đi. À, được. Ta một lời đáp ứng. Dù sao ta hiện tại hướng nàng đòi, nàng cũng không có khả năng cho. Lại nói tiếp ta hiện tại rất hối hận chuyện này. Lúc trước bởi vì nàng là kế toán, cùng nàng hảo thượng về sau, công ty xuất nạp phương diện sự tình đều giao cho nàng lúc này mới để cho nàng có thể thuận lợi lấy đi công ty sổ sách trên tiền vương lệ na tiếp tục nói thứ hai nhà của anh phải thêm tên tôi đương nhiên đương nhiên ta vốn là có kế hoạch này chỉ là vẫn luôn không tiện ta vốn định chờ công ty vận hành tốt một chút liền đi thêm tên của ngươi tôi giải thích vương lệ na lạnh lùng nói ta cũng không muốn chờ Ngươi muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với ta, vậy tốt nhất hôm nay theo ta thêm tên. Cái này. Hôm nay tôi còn hẹn ông chủ bàn chuyện làm ăn, hôm khác đi, một tuần. Trong vòng một tuần, tôi theo anh làm chuyện này. Tôi cố gắng tranh thủ thời gian. Vương Lệ Na biểu môi. Được, ta cho ngươi thời gian này, dù sao ngươi lúc nào thêm tên của ta, ta lúc nào theo ngươi trở về. Chuyện thứ ba, sau này mỗi tháng anh phải cho nhà chúng tôi 10 vạn đồng. Bao nhiêu? Một số người trong tôi không thể không mất giọng hỏi. Bây giờ mỗi tháng tôi trả lại tiền cho công ty, tôi làm sao còn có tiền cho nhà họ? Đây quả thực là nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Ta biết công ty ngươi hiện tại hiệu quả và lợi ích không được, nhưng cái này chính ngươi đi nghĩ biện pháp. Dựa theo ý của ta, chính là ngươi đem công ty bán, ngươi muốn một lần nữa đi làm ăn ta có thể cân nhắc điều kiện này nới lỏng một ít vương lệ na bày ra bộ dáng muốn tốt cho ta cái này ngươi để cho ta suy nghĩ một chút đi ta hiện tại quả thật cũng không có tiền tôi cau mày em có thể suy nghĩ thật kỹ nhưng trước khi em suy nghĩ kỹ anh không muốn gặp em bây giờ anh phải đi tập thể hình vương lệ na nói xong nắm tay nắm cửa lúc mở cửa nàng quay đầu lại cảnh cáo chu hạo người tốt nhất cũng đừng đánh chủ ý với người nhà ta vô dụng nói xong kéo cửa đi ra ngoài mọi người trong đại sảnh nhìn về phía chúng tôi vương lệ na lạnh lùng nói ta cùng chu hạo đàm phán xong ta cho hắn cơ hội bất quá trước đó hắn phải biểu hiện thật tốt chờ hắn biểu hiện tốt ta sẽ cùng hắn trở về nói xong liền đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi mẹ vương lệ na nghi hoặc nói chuyện này không phải đã bàn xong rồi sao con còn muốn đi đâu nữa vương lệ na cầm ba lô đi ra em đi tập thể hình em sẽ không vì anh ấy đến mà thay đổi hành trình của em nói xong quét mắt nhìn ta một cái rồi rời đi tôi không khỏi cười khổ nhớ tới thẻ tập thể hình của vương lệ na vẫn là tôi cầm hai vạn đồng làm cho cô ấy nghe nói còn mời giáo viên tư nhân thời gian gần đây cô ấy ở phòng tập thể dục nhiều hơn tôi bất quá điều này cũng bình thường, Vương Lệ Na đối với quản lý dáng người của mình có yêu cầu gần như hà khắc. Vương Tuấn thấy chị mình đi rồi, cũng trực tiếp hất mặt. "Tôi cũng đi ra ngoài, hai người nói chuyện đi." Hai người bọn họ đi ra ngoài càng tốt, dù sao bây giờ tôi cũng muốn xuống tay với cha mẹ Vương Lệ Na. Tôi đi tới sofa ngồi xuống, lại phát cho Vương Dân Sinh một điếu thuốc. "Ba, con thật sự rất yêu Lệ Na, ba phải giúp con a." À? vương dân sinh hút thuốc như có như không trả lời chúng ta cố gắng hết sức đi chủ yếu vẫn là chính cậu muốn có mâu thuẫn gì với tiểu na còn phải tự các cậu cởi ra đúng ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt tôi cười theo đồng thời lấy ra vé rạp hát buổi sáng tốn thời gian mua được từ bạn bè trước đây vương dân sinh là cán bộ doanh nghiệp nhà nước sau khi về hưu thích đi nghe điển cái gì lê viên xuân sa gia di đều là sở thích của họ có một đám bạn bỏ phiếu thân phận cũng không tính là thấp ba đây là vé xem phim sa gia con nhờ bạn mua buổi chiều có một cảnh bắt đầu diễn vương dân sinh con mắt sáng ngời Hạo tử có thể a à, ta đám bằng hữu kia cũng không có làm đến mấy trương ngươi nơi này lại có cũng là cơ hội thích hợp bằng hữu của ta vừa vặn tại rạp hát công tác ta để cho hắn giúp ta làm năm trương ngươi xem có đủ hay không tôi lấy vé xem phim ra. Đủ rồi, đủ rồi. Hạo tử ngươi làm cho ta có mặt mũi, ta có mấy lão tiểu nhị không có lấy được phiếu đang sầu mi khổ kiểm. Vương dân xin nhận lấy vé, sau đó mới thăm dò hỏi ta một câu. Bằng không buổi chiều cùng đi. Được, đúng lúc tôi có vài khách hàng cũng thích nghe diễn, theo bà hai người học một chút, tôi cũng có thể đi hát trong hai câu. Tôi vui vẻ đồng ý. Đương nhiên cho cha Vương Lệ Na chỗ tốt tôi cũng không quên lấy một tấm thẻ siêu thị 2.000 đưa cho mẹ cô ấy. Mẹ, khách hàng tặng, bình thường con cũng không dùng được, mẹ xem có gì cần thì đi mua cái đó. Hào tử, ngươi cũng quá khách khí rồi. Mẹ của Vương Lệ Na là Lý Tú Liên nhận thẻ siêu thị, bà là giáo viên về hưu, bây giờ thỉnh thoảng bổ túc cho một số con của lãnh đạo. Một ít ân huệ nhỏ, cô rất thích. Về phần chuyện Vương Lệ Na phía sau, ta không có nhắc lại buổi chiều chính là bồi vương dân sinh đi xem kịch từ đó cũng quen biết một ít bạn vé của hắn ta giúp vương dân sinh lấy được vé lại ở trước mặt bạn bè cho hắn đủ mặt mũi để cho tâm hư vinh của hắn được thỏa mãn thật lớn lúc đưa hắn về nhà hắn còn không quên nói với ta hạo tử ngươi yên tâm tiểu na bên kia ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ nàng trọng tâm của anh vẫn phải đặt trên sự nghiệp hiện tại tất cả mọi người đều khó khăn chờ qua khoảng thời gian này sẽ khá hơn vâng cảm ơn ba ta tràn đầy vị kích đạo hầu hạ bọn họ một ngày ta mới có chút mệt mỏi về đến nhà mong còn chưa ngồi nóng đã nhận được điện thoại của hàng tư giao chu hạo tới đón tôi người phụ nữ này có ân với tôi tôi không dám chậm trễ sau khi hỏi địa chỉ tôi vội vàng lái xe qua ở dưới lầu một tòa nhà chung cư tôi gặp được hàng tư giao một thân áo gió kính trăm màu cỏ đi nhất phẩm hiên sau khi lên xe cô liền phân phó tôi sửng sốt một chút đi đâu làm gì hàng tư giao gỡ kính trăm xuống nhìn tôi đi ăn cơm đi mấy giờ rồi buổi trưa em không gọi anh tới đã không tệ rồi tôi do dự một chút chúng ta có thể đừng đến nơi đắt tiền như vậy ăn cơm không nói thật trên người ta đã không có bao nhiêu tiền, ta hiện tại đại bộ phận chi tiêu muốn dùng cho vương lệ na bên này. Hôm nay vô luận là cho vương dân xin vé xem kịch, hay là cho lý tú liên thẻ siêu thị đều là ta đánh sưng mặt lại giả làm mập mạp. hàng tư giao nhíu mày. sao vậy? tiền ăn cơm cũng không có sao. tôi cay đắng cười. ta mời khách được rồi, coi như chúc mừng ngươi. hàng tư giao biểu môi. tôi hiểu ý hàng ý ngượng ngùng nói tôi còn chưa ly hôn với cô ấy cái gì hàng tư giao kinh ngạc nhìn tôi đã như vậy rồi còn không ly hôn hôm nay em đi làm gì đến nhà cô ấy xin lỗi cùng ba cô ấy xem kịch tôi trả lời thành thật hàng tư giao không thể tưởng tượng nổi nhìn tôi chu hạo cậu cúi đầu như vậy sao cậu còn đi xin lỗi còn lấy lòng bọn họ đầu óc cậu bị kẹt cửa. Cậu có ý đồ gì vậy? Chương 8 Nhựa plastic tỉ mùi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tôi có ý đồ gì? Ta lẩm bẩm nói, nhưng ta không muốn trả lời vấn đề này. Tôi khởi động xe. Anh đưa em đi ăn cơm. Hàng tư giao biểu môi ra ngoài cửa sổ. Vậy thì không đi nhất phẩm hiên nữa, cậu tùy tiện tìm một chỗ đi tôi dẫn hàng tư giao đến gần công ty tìm một nhà hàng trung quốc cũng chính là tục xưng quán ăn rùi bọ bởi vì cách công ty gần tôi thường xuyên ăn cơm ở đó mùi vị ngon giá cả cũng rẻ sau khi gọi hai món ăn nhỏ hàng tư giao không hiểu nhìn tôi rốt cuộc cậu đang nghĩ gì đã như vậy rồi mà cậu còn định tiếp tục sống với vương lệ na tôi lắc đầu không qua nổi nữa vậy em còn không đi làm thủ tục ly hôn như vậy cũng có thể giải thoát sớm một chút hàng tư giao thúc giục tôi vẫn lắc đầu không vội sớm muộn gì cũng phải làm nhưng không phải bây giờ hàng tư giao suy nghĩ một chút ngươi sẽ không phải là muốn cho vương lệ na đem ăn vào tiền cho nhổ ra đi có thể nhổ ra là tốt nhất nhổ không ra tôi cũng muốn cô ấy chịu không nổi tôi lạnh lùng trả lời hàng tư giao lạnh một chút có chút không được tự nhiên nói. Ta ngược lại mới phát hiện ngươi tâm trả thù mạnh như vậy. Nếu là cậu, cậu có muốn trả thù cô ấy không? Tôi hỏi ngược lại. Hàng tư giao thở dài một hơi. Tuy rằng ta hiểu ngươi, nhưng ta không cảm thấy ngươi tiếp tục như vậy là chuyện tốt, coi như tốn mấy chục vạn thấy rõ ràng một người tốt rồi. Ta lo lắng ngươi tiếp tục như vậy không chiếm được chỗ tốt, ta cùng nàng quen biết lâu như vậy, ta biết nàng là một nữ nhân rất có tâm cơ ta có chút kỳ quái nhìn hàng tư giao nói đến bây giờ ta rất nghi hoặc đấy ngươi cùng vương lệ na cũng là nhiều năm khuê mật ngươi như thế nào sẽ không tiếc cùng nàng trở mặt đến giúp ta bạn thân hàng tư giao chăm chọc cười cười bề ngoài thoạt nhìn đúng không trên thực tế tôi cùng vương lệ na từ lúc học đại học vẫn luôn phân cao thấp hơn học tập hơn cuộc sống hơn đàn ông Phần lớn thời gian ta đều là thắng nàng một bậc, nhưng ở phương diện nam nhân ta bại bởi nàng. Cô ấy đã kết hôn với anh, tôi cũng không tìm được người đàn ông thích hợp. Hơn nữa ngươi đối với nàng lại tốt như vậy, trong lòng ta kỳ thật rất ghen tị. Tuy rằng trước kia khi chúng ta gặp mặt, ta đều thường xuyên hạ thấp ngươi. Nhưng tôi thực sự đã nghĩ, nếu cô không ở bên cạnh Vương Lệ Na, ở bên tôi thì sẽ thế nào. Tôi ho khan hai tiếng, không muốn tiếp tục đề tài này hàng tư giao mặc dù ở thời điểm ta hỏa thiêu lông mày giúp ta, đây chỉ là làm cho ta thay đổi thái độ trước kia đối với nàng mà thôi, nhưng nói muốn bởi vậy thích nàng, ta còn không thể tiếp nhận. Sao anh không muốn nói về chuyện này? Hàng tư giao truy vấn đến, nàng bưng lên nước trà uống một ngụm. Không tán gẫu cũng được, ta nói với ngươi chuyện này, không phải nói ta muốn cùng nàng đoạt nam nhân, chỉ là ta biết nàng muốn hãm hại ngươi thời điểm, ta thay ngươi không đáng tôi và cô ấy là chị em nhựa, trước mặt thì phi tôi lựa chọn không thẹn với lương tâm, cho nên anh không cần cảm ơn tôi. Đương nhiên ngươi nợ ta 30 vạn, vẫn phải trả. Đó là... Ta có tiền khẳng định trước tiên trả lại cho ngươi. Tôi đã trả lời chắc chắn. Ăn cơm xong, hàng tư giao lại bảo tôi cùng cô ấy đi dạo phố xem phim. Nó trông giống như một cuộc hẹn hò cặp đôi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi quen cô ấy, ở bên cô ấy lâu như vậy tuy rằng bởi vì chuyện của vương lệ na khiến tâm tình tôi rất áp lực nhưng thỉnh thoảng nói đùa với hàng tư giao một hai câu cũng có thể làm cho tôi thư giãn dù sao sau khi về nhà tôi cũng nhìn căn nhà trống này có một loại cảm giác không nhà để về đơn giản cũng chơi với cô cả đêm sau đó tôi ngồi xuống với cô ấy trong quán bar sau khi uống xong mấy ly rượu ánh mắt cô ấy có chút mê ly hỏi tôi tiếp theo thì sao anh định làm gì? Chẳng lẽ thật sự định làm lành với Vương Lệ Na? Đúng lúc này điện thoại di động của tôi nhận được một tin nhắn, là Vương Lệ Na gửi tới. Chu Hạo, ngươi cho ba mẹ ta trót cái gì mê hồn thang, ta trở về liền giúp ngươi nói lời tốt. Ta nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi đáp ứng ta đáp ứng, bằng không ta không có khả năng cùng ngươi hòa hảo. Tôi trực tiếp đưa cho hàng tư giao xem. Xem đi, cô ấy không có ý định làm lành với tôi, vừa vặn tôi cũng không có ý định như vậy, tôi làm như vậy chỉ là vì bắt cô ấy phải trả giá. Hàng tư giao mê ly nhìn tôi. Vậy có phải người phụ nữ đã từng làm tổn thương anh, anh đều muốn cô ấy phải trả giá đắt không? Ta lắc đầu. Cũng muốn xem chuyện gì, có nói hay không, uống một chén. Tôi dơ ly rượu lên chạm vào hàng tư giao. Hàng tư giao mượn sức uống với tôi. Cũng không biết uống bao nhiêu, hai má cô đã ửng đỏ có ý say hàng tư giao tựa vào người tôi say khước hỏi chu Hạo à tôi hỏi anh nếu như anh thật sự ly hôn với vương lệ na anh có cân nhắc ở cùng một chỗ với tôi hay không ta không muốn trả lời vấn đề này ta hiện tại cũng không có tâm tư đi suy nghĩ chuyện này công ty tôi còn có mẹ tôi còn có rất nhiều chuyện khiến tôi sức đầu mẹ tráng tôi đỡ hàng tư giao dậy cô uống say tôi đưa cô về hàng tư giao lại kéo quần áo tôi cố gắng trừng to mắt nhìn tôi em trả lời anh đi anh đưa em về trước đi em hiện tại không tỉnh táo chờ sau khi em tỉnh táo cơ hội thích hợp anh sẽ trả lời em vấn đề này bây giờ anh còn chưa ly hôn với vương lệ na kế hoạch là không theo kịp biến hóa tôi qua đó lấy lệ vỗ về hàng tư giao lên xe bởi vì tôi uống không ít chỉ có thể gọi một người lái hộ đưa chúng tôi đến nhà hàng tư giao trước tuy rằng hàng tư giao thoạt nhìn đã say lúc hỏi địa chỉ của cô vẫn nhận được câu trả lời mơ hồ. Nhà cô ấy là khóa vân tay mật mã, tôi dùng ngón tay cô ấy mở cửa. Nhà cô trang hoàng không tệ, khí quyển mỹ quan, có dáng vẻ 100 mét vuông. Sau khi có chút lão đảo đỡ nàng vào giường trong phòng nằm xuống, ta cũng nằm ở bên cạnh há mồm thở dốc. Vừa định đứng dậy, nữ nhân này xoay người giống như bác trảo ngư ông lấy ta. Nhất thời mùi cồn mang theo mùi thơm của phụ nữ nhào vào trong hơi thở của tôi hơi quay đầu liền thấy dung nhan tinh xảo của hàng tư dao lông mi thon dài sống mũi cao thẳng đôi môi mỏng manh của cô về nhan sắc mà nói hàng tư dao thật sự không kém vương lệ na lúc đi dạo phố với cô ấy tôi có thể cảm giác được không ít lượt quay đầu lại thoáng cúi đầu đường sự nghiệp nhìn không sót một cái kia làm cho huyết mạch của ta có chút phun trào trong thoáng chốc trong đầu tôi lại thoáng hiện vài phần hình ảnh điên cuồng kia ta vội vàng dời đi ánh mắt lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ửng đỏ của nàng điều này làm cho ta nhìn không được muốn hôn lên ta khắc chế nội tâm xúc động dùng sức nhắm mắt lại ổn định tâm thần đêm trước là uống thuốc phiện hiện tại đầu óc tôi còn tương đối tỉnh táo tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra lần nữa tôi nhẹ nhàng lấy tay chân hàng tư dao cuốn lấy tôi ra quay đầu lại để cho mình không nhìn hình ảnh dễ dàng dẫn đến phạm tội kia sau đó tôi đắp chăn cho cô ấy rồi lặng lẽ rời khỏi nhà cô ấy lại về nhà nghỉ ngơi một đêm ở sofa trong căn phòng trống, tôi tự hỏi có nên chờ đi mua bốn bộ hay không, nếu không ngủ sofa quá khó chịu. Ngày hôm sau tôi đến công ty. Tuy rằng hiện tại không có hạng mục gì, nhưng nên chăm sóc giống nhau vẫn phải chăm sóc giống nhau. Bằng không nhân viên nếu thời gian dài không nhìn thấy ông chủ, còn tưởng rằng tôi chạy trốn. Đang lúc tôi đang rối rắm, tiền lương tháng sau phát như thế nào? Hangryon chạy vào và hét lên với tôi với sự phấn khích. Hao cô, công ty được cứu rồi. Chương 9 Công ty được cứu rồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghe vậy, tôi vui mừng đứng lên, vội vàng đi tới trước mặt hàng lương cầm lấy hai tay anh. Cái gì? Hàng lương liên tục gật đầu. Đúng, bằng hữu của ta giới thiệu một cái lão bản, bọn họ muốn lên một cái sản phẩm mới đoạt thị trường, muốn gia công 10 vạn bộ linh kiện, bày xuống mỗi cái linh kiện đơn giá có thể đến 15 khối. 15 khối, cũng chính là 150 vạn. Tôi trừng to mắt. Vậy, vậy tiền ứng trước có thể có bao nhiêu? Có yêu cầu gì khác không? Hàng Lương nghiêm mặt nói. Đương nhiên là có, lão bản kia là muốn cùng đồng loại hàng hóa cướp thị trường, muốn chúng ta nửa tháng hoàn thành cái này đơn đặt hàng tất cả mở người mẫu phí tổn đều tính ở bên trong, bất quá không có tiền ứng trước, muốn chúng ta ứng trước, nhưng thời gian này cũng không tính dài, 15 ngày giao phó là có thể lấy tiền. Yêu cầu này làm cho tâm tình ta nhất thời trầm xuống. 15 ngày gia công 10 vạn bộ, thời gian tương đối eo hẹp không nói, vấn đề là phải ứng trước. Bây giờ tôi căn bản không có tiền. Nếu Vương Lệ Na không lấy tiền thì còn dễ nói. Hàng Lương tiếp tục nói. Hảo tử, chúng ta trước kia gia công qua tương tự linh kiện, một cái mới tám khối tiền, khuôn đúc cũng là có sẵn, nếu không là đối phương khẩn cấp muốn cũng mở không tới cao như vậy giá cả. Đơn hàng này, chúng ta kém không nhiều lắm có thể có 100 vạn lợi nhuận, nửa tháng 100 vạn, chính là mấy tháng sau công ty không có đơn đặt hàng chúng ta cũng chịu đựng được. Lời nói của hàng lương làm cho ta rất động tâm. Làm tốt đơn đặt hàng này, tiền lương của nhân viên cũng không thành vấn đề, tôi còn có thể trả tiền cho hàng tư giao công ty hồi sinh ta ngưng trọng hỏi ứng trước đâu phải ứng bao nhiêu hàng lương hồi đáp ta đã tính qua đại khái muốn ba bốn mươi vạn tài liệu con đường ta đều chào hỏi tài liệu kia hiện tại các nhà muốn đều tương đối nhiều chúng ta phải gấp đến độ trả tiền mặt mới được hiện tại phải xem ngươi có ký đơn đặt hàng này hay không ông chủ kia đang nói chuyện với mấy công ty tôi là người đầu tiên nhận được tin tức liền tới nói cho anh biết. Hạo tử, ngươi phải tranh thủ thời gian làm quyết định, nếu chậm, cái này đơn đặt hàng có thể sẽ bị những công ty khác cướp đi. Ta nắm chặt nắm đấm, trong lòng cũng rất sốt ruột. 40 vạn không tính là nhiều, cùng lắm thì tôi thế chấp nhà. Tôi không bị đơn đặt hàng lớn này làm cho choáng váng, tôi cân nhắc lợi hại này. 10 vạn bộ. Nửa tháng chúng ta làm xong chưa? Hàng Lương tràn đầy tự tin nói. Căn cứ chúng ta trước khi đơn đặt hàng sản lượng, công ty năm cổ máy cùng nhau chuyển, kêu sư phụ mấy ngày nay tăng ca, vừa vặn có thể làm xong, giao phó đơn đặt hàng chúng ta cho sư phụ thêm một tháng tiền lương làm tiền thưởng là được. Tôi hỏi tiếp. Vậy nếu làm không xong? Tiền vi phạm hợp đồng bồi thường bao nhiêu? Cái này phải bồi thường 200 vạn, hơn nữa sẽ không trả phí gia công cho chúng ta. Thấy tôi chần chờ, Hàng Lương tiếp tục nói. Tôi cũng cảm thấy điều kiện quá hà khắc, thế nhưng bị người khác cướp thị trường cướp thời gian, chúng ta muốn trì hoãn chính là ảnh hưởng người khác tiêu thụ, hơn nữa bọn họ cho đơn giá cao như vậy, bồi thường vi phạm hợp đồng này kỳ thật rất hợp lý. Tôi bước hai bước do dự một chút, mặc dù tôi cảm thấy đơn đặt hàng này có chút mạo hiểm. Đáng sợ chính là công ty duy trì không nổi, ngay cả cơ hội mạo hiểm cũng không có. Tôi lập tức đáp ứng. Được, bây giờ chúng ta qua đó ký hợp đồng. Rất nhanh tôi đi theo hàng lương đến một công ty khoa học kỹ thuật hâm vượng, sau khi nhìn thấy ông chủ kha tổng của bọn họ, không hàng huyên hai câu liền ký đơn đặt hàng xuống. Nhận được đơn đặt hàng tôi rất vui, đây coi như là tin tức tốt nhất trong hai ngày qua. Tôi rất bội phục mạng lưới quan hệ của hàng lương, cư nhiên có thể lấy được hạng mục tốt như vậy. Ta vỗ vai hắn nói. Hảo huynh đệ, lần này nhờ có ngươi, ngươi yên tâm đơn đặt hàng này làm xong lợi nhuận lấy ba thành cho ngươi làm tiền thưởng. Đối với hàng lương tôi vẫn rất hào phóng, anh ấy cùng tôi gây dựng sự nghiệp, lúc công ty có lợi nhuận tôi cho anh ấy tiền thưởng cũng không keo kiệt. Hàng lương cười cười. Hảo tử ngươi vẫn là dựa theo công ty quy củ tới tốt lắm, trước đêm này một cửa qua lại nói. Mặt khác ta ngày hôm qua cũng đi khuyên na na một chút, ngươi trong khoảng thời gian này nhưng là có chút bỏ qua nàng, cùng nàng tâm sự ăn cơm, vợ chồng một hồi, nào có vượt qua không nổi khảm. Đúng vậy, hôm qua tôi cũng đi xin lỗi, bình tĩnh một chút đi, chờ nửa tháng này làm xong rồi nói sau. Tôi trả lời qua loa. Đối với Vương Lệ Na mà nói, tôi đã không còn tình cảm. Rất kỳ quái, lúc trước ta rõ ràng rất yêu nàng. Nhưng khi thấy được sự lạnh nhạt của nàng, khi biết nàng vì tài sản của ta không tiếc hãm hại ta để cho ta tịnh thân xuất hộ tình cảm của ta đối với nàng trong khoảnh khắc liền biến mất hầu như không còn. Bây giờ tôi nghĩ nhiều hơn về công ty. Muốn làm đơn đặt hàng này còn phải ứng trước 400 ngàn. Bây giờ tôi chỉ có thể đưa ý tưởng vào nhà của tôi. May mà trên giấy chứng nhận bất động sản không có tên Vương Lệ Na, nếu không đi thế chấp còn rất phiền toái. Tôi bớt chút thời gian đi bệnh viện một chuyến. Mẹ nằm trên giường bệnh khí sắc rất tốt trước khi chính thức làm phẫu thuật còn phải an dưỡng vài ngày. Mẫu thân hỏi ta Vương Lệ Na làm sao vậy, ta cũng chỉ là cười cười sau đó mang qua. Giấy chứng nhận bất động sản đứng tên mẹ tôi, sau khi làm thủ tục đại lý với bà tôi liền đến ngân hàng làm thủ tục vay vốn. Lúc trước phòng ốc 5 năm trước 5 ngàn một cái mua bằng phẳng, hiện tại tăng tới 8 ngàn. Tôi đã vay 800 ngàn cho một căn nhà 100 mét vuông. 40 vạn ta chuyển cho hàng lương, để cho hắn tranh thủ thời gian đi đem tài liệu giải quyết. 300.000 tôi chuẩn bị trả lại cho hàng tư giao. Tôi không muốn nợ cô ấy tiền quá lâu, bây giờ lấy 30 vạn này hẳn là có thể mua lại chiếc xe cô ấy mới bán đi chứ. Còn lại 10 vạn, tôi gửi vào tài khoản của bệnh viện mẹ tôi. Mẹ tôi sau khi phẫu thuật còn có trị liệu phục hồi, số tiền này liên quan đến tính mạng của mẹ tôi, tôi không định động vào. Buổi chiều vốn định đi cùng Vương Dân Sinh nghe diễn nhưng bận rộn căn bản không có thời gian, tôi chỉ có thể nhờ bạn bè đưa cho anh ấy mấy tấm vé diễn. Cả nhà Vương Lệ Na còn phải tuần tự tiến hành, muốn trị nữ nhân vong ân phụ nghĩa này, ta còn phải ra tay từ người nhà hắn mới được. Đến lúc đó ta muốn cho nàng hối hận đã làm tất cả những chuyện này, muốn cho nàng không nhà để về. Chờ làm xong hết thảy, đã hơn 4 giờ chiều. Tài liệu hàng lương đi đàm phán phải 8 giờ tối mới có thể đưa nhóm đầu tiên tới tôi đến nhà máy gõ cửa công ty tôi cũng không lớn một mặt tiền bên đường chính là văn phòng của tôi phía sau chính là nhà kho công nhân trong công ty cơ bản đều là cùng tôi lúc trước dốc sức làm việc tới tất cả mọi người rất quen thuộc tuy nói ở trong công ty là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường cũng có thể đối xử như bạn bè đi vào nhà máy có người chào hỏi tôi quen thuộc một chút liền nửa đùa nửa thật hỏi tôi tiền lương tháng này khi nào phát trước đây công ty cũng gặp khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ trì hoãn việc phát lương nhưng lần này thì khác tôi triệu tập công nhân nhà xưởng lại nhìn xung quanh một vòng khuôn mặt quen thuộc này rồi nói các vị thật ngại quá công ty gặp chút chuyện ngoài ý muốn cho nên tiền lương có thể phải chậm nửa tháng mới có thể phát cho mọi người nhưng mọi người tin tưởng tôi tiền lương nhất định sẽ phát xin mọi người ủng hộ tôi một chút nếu như trong nhà ai có khó khăn có thể nói với hàng tổng một chút tôi cố gắng sắp xếp một chút xin lỗi mọi người trước tôi cúi chào các công nhân trước mắt lặng ngắt như tờ không khí vô cùng áp lực tôi đứng thẳng người lên tiếp tục nói mọi người có thể sẽ hoài nghi công ty trong khoảng thời gian này muốn chết không muốn sống có phải không có tiền hay không tôi có thể khẳng định nói cho mọi người biết tiền là khẳng định có mặc dù công ty không có tiền tôi đập nội bán sắt cũng sẽ không thiếu tiền lương của mọi người đồng thời cũng có thể nói cho mọi người một tin tức tốt, công ty chúng tôi nhận được một đơn đặt hàng lớn, cần mọi người trong nửa tháng này đồng tâm hiệp lực, cần mọi người hỗ trợ tăng ca. Chúng ta phải trong nửa tháng gia công ra 10 vạn bộ linh kiện. 15 ngày sau phát tiền lương, đồng thời phát thêm một tháng tiền thưởng cho mọi người, tiền tăng ca chúng tôi tính lại. Lời này vừa nói ra đã nhận được một trận hoang hô của nhân viên. Thấy bầu không khí thả lỏng xuống, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm đốc thúc mấy sư phụ kiểm tra kỹ khung máy một chút, trong nửa tháng này máy móc cũng không thể xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Chương 10 Người đứng đầu hàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hơn 6 giờ, hàng tư giao gọi điện thoại tới cho tôi, vẫn bảo tôi mời cô ấy ăn cơm. Tôi cảm thấy bây giờ cô ấy có chút cảm giác làm phiếu ăn dài hạn cho tôi. Nhưng làm sao đây? Tôi nợ cô ấy. Nhưng bây giờ tôi vẫn đang bận, tôi phải đợi Hang Ryun gửi tài liệu đầu tiên. Cầm tài liệu để cho công ty vận hành, đem đầu sắp xếp thật tốt, tôi mới dám rời khỏi công ty đi nghỉ ngơi. Tôi chỉ có thể nói với hàng tư giao hôm nay bề bộn nhiều việc, hoặc là cô ấy tự mình đi ăn cơm, hoặc là đến công ty chờ tôi. Hàng tư giao không trả lời tôi, trực tiếp cúp điện thoại. Nữ nhân này tính tình có đôi khi rất thối, đây có thể cũng là một trong những nguyên nhân ta không thích nàng. Trước đây tôi cũng học gia công điều khiển số, sờ qua các loại máy móc cũng rất nhiều. Tuy rằng ta chỉ có 30 tuổi, nhưng ở phương diện điều khiển số ta cũng là một lão sư phụ. Lập trình sửa chữa máy móc cũng không thành vấn đề, một số vấn đề cao cấp tôi đều có thể giải quyết. Nhưng lúc này cùng mấy sư phụ kiểm tra máy móc, thật đúng là kiểm tra ra một ít tật xấu ẩn giấu. Những tật xấu này không xảy ra vấn đề còn tốt, một khi xảy ra vấn đề thật đúng là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ để đảm bảo tiến độ phía sau thuận lợi, tôi chỉ có thể nhảy vào dưới máy tiền sửa chữa, làm cho mặt xám mây tro. Tôi sửa chữa hăng say, hướng ra ngoài hô. Đưa cờ lê số 3 cho tôi. Nhận lấy cờ lê phát hiện loại không đúng, tôi có chút tức giận chất vấn. Tôi muốn số 3, anh cho tôi số 5 làm gì? ngẩng đầu lên mới thấy hàng tư dao đứng ở trước mặt như cười như không nhìn tôi. Nữ nhân này mặc một thân màu vàng nhạt bao mông váy, màu trắng tất chân, mà ta thò ra đầu vừa vặn tại nàng váy dưới. Tôi sửng sốt một chút. Hàng tư giao tự hồ cũng ý thức được không đúng, vội vàng lui về phía sau một bước. Tôi phẫn nộ bò ra ngoài lau bụi trên mặt. Sao anh lại tới đây? Hàng tư giao cười nói. Không phải cô bảo tôi đến công ty chờ cô, sau đó cùng cô ăn cơm sao? À, ta. Ta không phải ý này. Vậy ý anh là sao? Ý tôi là tôi ăn cơm có thể phải đợi rất lâu, sợ anh đói bụng, cho anh ăn trước. Hàng tư giao nhíu mày. Ta còn không phải rất đói, có thể chờ ngươi cùng nhau ăn cơm, lại nói ngươi không lái xe đưa ta đi ăn cơm, chẳng lẽ muốn ta đi tới. Cái này không phải em đều đi tới sao? Không thể đi ăn cơm sao? Ta nói thầm. Cái gì? Hàng tư giao nhíu mày. Tôi vội vàng sửa lại. À ý tôi là phải đợi thêm nữa, tôi chờ nguyên liệu tới, để máy móc di chuyển là có thể đi ăn cơm. Không thành vấn đề, anh chờ em. Hàng tư dao nhún nhún vai. Tôi phẫn nộ cười, cảm giác trên mặt không thoải mái sở trường cọ cọ lưng. Hàng tư dao lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh đi tới trước mặt tôi. Đừng nhúc nhích. Cô ấy lau vết bẩn trên mặt tôi rất cẩn thận, và tôi ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của cô ấy trên khăn tay để tôi tự làm, bẩn lắm. Trước mặt rất nhiều công nhân tôi có chút ngượng ngùng. Hàng tư giao lại cố chấp nói. Sợ cái gì? Em không ghét bỏ anh. Sau khi cẩn thận lau chùi cho tôi một chút, hàng tư giao mạnh mẽ đặt khăn tay lên tay tôi. Trên mặt ngươi còn có một ít không lau được, phải tự ngươi đi tắm rửa, khăn tay liền đưa cho ngươi. Cảm ơn. Tôi cười. Bỗng nhiên lại cảm thấy có chút thương cảm nhớ lúc ở bên vương lệ na có đôi khi tôi sửa máy làm bẩn quần áo nhờ cô ấy giặt giúp cô ấy cũng không muốn máy giặt trong nhà cô một lần cũng chưa dùng qua quần áo của cô đều mang ra ngoài giặt khô lúc này theo một chiếc xe tải chạy đến hàng lương mang theo tài liệu trở về sau khi xuống xe hàng lương liền hô hảo tử tài liệu đã trở lại có thể bắt đầu làm việc tôi vội vàng đưa công nhân ra ngoài giúp đặt hàng Lúc này Hàng Lương cũng nhìn thấy Hàng Tư Giao, hắn có chút ân cần tiến lên. Tư Giao, em cũng tới à, ăn cơm chưa? Hàng Tư Giao chỉ thản nhiên đáp một tiếng, không trả lời. Hàng Lương vội vàng mời. Nơi này bụi bặm rất lớn, còn phải đặt hàng, vào phòng làm việc ngồi đi. Hàng Si Yêu nhìn tôi. Tôi cười nói. Cậu cùng Hàng Lương đến văn phòng nghỉ ngơi đi, ở đây tôi tới là được. Hàng Tư Giao gật đầu đi về phía văn phòng. Hàng Lương nháy mắt với tôi, tôi cảm giác Hàng Lương đối với Hàng Tư Giao tựa hồ có ý tứ. Hai người bọn họ có thể thành công, ta cảm thấy cũng rất tốt, sau này có hài tử, cũng có thể trực tiếp họ hàng. Phải mất một thời gian để dỡ vật liệu ra khỏi xe tải. Sau đó tách ra đến bên cạnh năm máy móc, tôi liền tự mình đi điều chỉnh máy móc dưới chú thích của máy sư phụ. Rất nhanh một mẫu liền gia công ra, dựa theo bản vẽ công ty hâm vượng đưa cho so sánh một chút, hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Tiếp theo các sư phụ đem số liệu nhập vào trong máy móc khác, âm thanh máy móc ầm ầm liền vang lên dày đặc trong nhà máy. Tôi tính toán thời gian gia công một vật liệu, nếu không xảy ra sơ suất. Một cỗ máy có thể xử lý khoảng 1.500 cái trong 24 giờ. Năm chiếc có thể gia công 7.500 cái. Vậy dùng không đến 15 ngày thời gian là có thể hoàn thành 10 vạn cái, thời gian có dư thừa. Nhìn máy móc này vận hành bình thường, linh kiện gia công tốt từng cái từng cái đưa ra, trong lòng ta cũng tạm thời thả lỏng một ngụm. Chẳng qua bận rộn xong thì đã hơn 9 giờ tối. Tôi bảo một người phụ trách đi sắp xếp đồ ăn khuya cho sư phụ rồi về phòng làm việc. Hàng lương và hàng tư giao làm cùng một chỗ. Tiểu tử này vẽ mặt ân cần cùng hàng tư giao trò chuyện, nhưng là hàng tư giao cúi đầu lướt di động không thế nào cả mạo. Thấy ta tới, hàng tư giao đứng dậy nói. Xong việc rồi có thể đi ăn cơm chưa? Ta nhìn bộ dáng nóng bỏng của hàng lương, ấy nấy nói. Cái kia. Bằng không để hàng lương dẫn em đi ăn cơm đi, mấy ngày nay công ty có chút bận, phải có người ở trong nhà máy nhìn chầm chầm mới được, anh có chút đi không được. Hàng tư giao mang theo vài phần tức giận nói. Chu Hạo, tôi bảo cậu đi ăn cơm với tôi, cậu không nghe thấy sao? Tôi sửng sốt một chút. Hàng lương vội vàng nói. Hạo tử, Ngươi cùng tư giao đi ăn cơm, trong nhà máy ta trông coi là được. Ăn xong em cũng nghỉ ngơi một chút, tối nay anh trông coi nhà máy, ngày mai em đến đổi anh là được. Được, vậy tối nay vất vả cho em trước. Tôi bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo hàng tư giao rời đi. Hơn 9 giờ, hầu hết các nhà hàng đều đóng cửa. Hỏi ý của hàng tư giao một chút, cô ấy không ngại, tôi liền dẫn cô ấy đi ăn KFC thấy cô vê khoai tây chiên dính sốt cà chua đưa vào miệng, tôi cười hỏi. Sao? Hình như anh không có ý gì với hàng lương, anh ấy không ngừng tốt sao? dáng dấp lại đẹp trai. Hàng tư giao liếc tôi một cái rồi tiếp tục ăn khoai tây chiên. Tại sao tôi phải có ý với anh ta? ạ à, Ta sửng sốt một chút không biết nên trả lời như thế nào. Hàng tư giao đổi một miếng cánh gà cầm trên tay. Công ty cô có đơn đặt hàng ân ừ, hàng lương giới thiệu, hàng mục này không tệ, nửa tháng kém không nhiều lắm có 100 vạn lợi nhuận, làm tốt công ty ta liền có thể cứu." Tôi trả lời với một nụ cười. Hàng tư giao vừa bỏ cánh gà vào miệng lại bỏ xuống, cô ấy nghiêm túc nhìn tôi. "Hàng mục gì mà lợi nhuận cao như vậy? Em sợ là cẩn thận một chút đi, trên trời cũng không có bánh nhân thịt rơi xuống."